Okay, hello everybody. Hi. I just want to show off this beautiful ring again. Xin chào, tôi chỉ muốn cho các bạn xem lại một chiếc nhẫn rất là đẹp. Nó rất là đẹp. And it's really meant to be a long life prayer. I'm Nó sorry. thực sự là một cái lời cầu nguyện sống trường thọ. It's a lot. Can I get a translator, please? Hi. Hi, there she is. I'm sorry. I could try, but I'm not that good at it. So, this is a long life prayer ring. À, đây là chiếc nhẫn với lời nguyện trường thọ. Donated by a very talented jeweler. Và đã được tài trợ bởi một cái người làm trang sức rất là tài năng. And it's a fundraiser for Asian Legacy Library, ACI Mexico, and ACI. Và số tiền ủng hộ được thì sẽ ủng hộ cho ALL và ACI Mexico và ACI Việt Nam, ACI toàn cầu. Nó cái giá là 20.000 đô la. Và đến thời điểm này thì chúng tôi có 12.000. Rồi chúng ta sẽ đến được đó. Và nếu cái nhẫn này nó có gì đó giá trị với bạn, nó chỉ có là 10 đô cho một vé thôi. Và tôi nghĩ là nó đáng giá. Trên giá thị trường ấy. It's about $1,000 ring. Costaría alrededor de $1,000 comprar este anillo. It has a beautiful diamond in this. Tiene un hermoso. Nó có một cái viên kim cương rất là đẹp ở đây. Và quan trọng hơn hết là nó có một cái chiếc nhẫn này có một cái bài chú tâm kinh ở đó. Và nếu mà bạn trúng được một cái chiếc nhẫn đẹp này, và đây là cái mã QR được đăng online. Và hãy chia sẻ với bạn bè của bạn nữa, hãy chia sẻ lên mạng xã hội. Và hãy chia sẻ với tất cả mọi người. ¿Qué tal si tenemos efectivo y no tarjeta? If you just put it in my pocket. Các bạn chỉ đặt nó vào trong túi. I'll maybe remember to put you in the drawing. Tal vez me acuerde de poner. Tôi nhớ đặt nó trên một cái gọi là cái khay. No, lo vamos a descifrar. Gracias por esa pregunta. Lo vamos a resolver. With the credit card you can go online. Và thẻ tín dụng thì các bạn có thể đăng ký online. Si tienes problemas con pagarlo en línea, por favor acércate a alguien del retiro que tal vez te pueda ayudar con eso. Thank you very much, and I think Geshe-la is ready to start. Yes. Cảm ơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là đến giờ có thể Geshe-la. You can buy the ticket in the Tartuk shop. Và các bạn có thể mua vé ở đây. Nice. That was easy. Thank you. Và là cái shop Tartuk. We'll give you an update a little bit later where we are. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin được cập nhật. Đến cập nhật cho các bạn biết là chúng ta ở đâu trong cái việc bán những cái vé này. Và bây giờ là đến giờ của thầy Geshe Meko. Hi, welcome back. Hola, y chào các bạn quay trở lại. So the next section is about Torma offering. Như vậy thì phần tới thì chúng ta sẽ nói về cúng dường Torah. And I wanted to congratulate the team from Guadalajara.
Và tôi muốn gửi lời chúc mừng đến đội ngũ ở Guadalajara. Đã hoàn thành 18 cái khóa học ACI. Và họ đã bắt đầu 18 khóa học nâng cao. Đây là cái khóa bí mật của Kim Cang Thượng. Và để mà học tới cái khóa nâng cao này thì các bạn phải hoàn thành cái khóa nền tảng. Và những khóa học nền tảng của ACI cũng là 18 khóa. Và tôi nghĩ là các bạn sẽ mất 6 hoặc 7 năm để mà hoàn thành 18 khóa này. Và đây là những khóa nền tảng rất là tuyệt vời. Nó là cái khóa Geshi. Đó là những cái phần tốt nhất trong cái khóa Geshi. Như vậy thì khi mà bạn hoàn thành những khóa này, thì bạn có thể bắt đầu học được 18 khóa nâng cao. Và tôi cũng thiết kế nó để mà học trong 6 đến 7 năm. Và cùng với nhau thì tôi nghĩ đâu đó là 30.000 trang. Nó mất một thời gian khá dài cho việc này. Khóa về Kim Cang Thừa. Chúng tôi đã lấy nó từ những cái phần tốt nhất trong cái cuốn sách về Kim Cang Thừa. Cuốn sách về Kim Cương. Và nó là những cái bài giảng của Đức Phật mà còn tồn tại. Một cái số lượng lớn. Và chúng tôi đã hoàn thành và nhập liệu chúng cách đây 15 năm. Và chúng tôi đã bảo tồn được tất cả những lời dạy của Đức Phật và chúng tôi đã hoàn thành nó cách đây 15 năm. Thầy đã nói về Kim Cang Thừa. Chúng đã được để online và miễn phí. Như vậy thì nó là vào năm 1990. Về Kim Cang Thừa. Và nó là cái khóa trong 7 năm về Kim Cang Thừa. Tôi nghĩ đây là cái khóa về Kim Cang Thừa tốt nhất trong lịch sử. Bởi vì đây là cái điều bí mật. Những cái khu vực khác nhau ở khu vực châu Á thì có những sở hữu những cái phần khác nhau về Kim Cang Thừa mà không ai có hết tất cả. Và nó mất 35 năm làm việc. Và tôi nghĩ đây là khóa Kim Cang Thừa tốt nhất trong lịch sử với sự tập hợp của tất cả các phần của châu Á. Và nó thật là ngớ ngẩn nếu các bạn không làm nó. Và tôi nghĩ là những cái giảng viên ở Guadalajara là một trong những giảng viên giỏi nhất mà các bạn có thể học về Kim Cang Thừa. Và tôi đã có cuộc họp với họ ngày hôm qua. Và họ đã làm việc vất vả hơn nhiều so với các cái giảng viên ở quốc gia khác để dạy về Kim Cang Thừa. Và chúng ta cũng gửi lời cảm ơn đến họ. Mà tại sao tôi nói các bạn điều này? Hãy cố gắng học với họ. Và họ đang làm rất là tốt công việc của mình.
Nhưng mà ở đây thì chúng tôi có cái cúng dường Thoma. Thoma ở đây là một cái loại bánh đặc biệt. Và nó có những cái thành phần đặc biệt bên trong. Kiểu như là nếu mà gia đình của bạn đang có vấn đề gì đó, kiểu như bạn không có được cái sự hòa hợp trong gia đình của mình, hay là một trong những thành viên gia đình của bạn bị ung thư, thì theo truyền thống thì sẽ làm cái bánh và cái hình nó giống như thế này, như thầy mới mô tả. Đây là bánh Thoma. Chúng tôi dạy cho bạn cách để làm nó. Và khi mà các bạn có một cái vấn đề nghiêm trọng, bạn có thể làm một cái và bạn đặt nó phía trước và nó giúp bảo vệ gia đình của bạn. Và chúng ta hãy đọc Lô Trong. For Lo Jong person. Para una persona đối với người Lo Jong, nếu mà họ bị ốm, họ sẽ cảm ơn những cái linh hồn. Bởi vì chúng ta sẽ làm tông len. Chúng ta sẽ lấy đi vấn đề của người khác. Nếu mà bạn bị một căn bệnh nào đó, bạn sẽ phải là, tôi bị rồi. Tôi đã lấy đi cái hạt giống xấu người khác và tôi đã bị bệnh. Vậy thì, bạn nên hạnh phúc. Sau đó, bạn nên làm cái bánh Thoma và đặt nó trước nhà của bạn. Bạn có thể cảm ơn họ và bạn có thể nói là tôi mong là những cái linh hồn mới sẽ đến để cho tôi thêm nhiều bệnh nữa. Như vậy thì một người bình thường, khi mà họ bị một cái vấn đề gì đó trong gia đình, thì họ sẽ làm cái bánh Thoma và họ đặt bên ngoài cửa. Người Lô Trong ấy, khi mà họ bị vấn đề, họ làm cái bánh Thoma. Họ cũng đặt ở ngoài cửa. Họ nói là đây là một cái lời mời dành cho những cái căn bệnh, dành cho những cái con quỷ để đến đây. Xin vui lòng hãy đến đây. Và tôi sẽ lấy nó từ những người khác. Nếu mà ai đó gặp vấn đề thì người đó nên là tôi. Đây là cái việc mà cái bánh Thoma thể đặt ở ngoài cửa, và khi chúng ta có retreat hay là chúng ta có một cái chú gì đó thì chúng ta đặt nó ngoài cửa thì nó sẽ bảo vệ căn nhà. Và tôi đã có một cái khóa retreat ở khu rừng ở miền Bắc của Arizona. Và tôi đã đặt cái câu chú ở bốn bức tường. Và tôi đã làm cái khóa retreat trong một tháng. Và đã có một cái cuộc cháy rừng. Và bắt đầu lửa nó lan ra từ cái đỉnh cây này đến đỉnh cây khác. Nó không dừng phát triển, tăng lên. Và bắt đầu nó đi xuống tới cái cabin của tôi. Và năm người đã chết. Họ đã phải che lại một cái chăn đặc biệt, họ che đầu lại. Và giữa tôi và đám lửa đó thì có 5 người chết.
Và tôi đã gọi là lắc cái xúc giác là để tôi xem thử là tôi nên chạy hay ở lại. Và nó nói là không, tôi không nên chạy. Tôi đã có những cái cô chú ở ngoài bức tường và tôi không nên bỏ đi, không nên lo về điều đó. Dưới đó thì tôi kiểu như là tôi không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là tôi nên chạy. Và tôi dọn đồ, mang ba lô và tôi chạy. Có một cái đường cao tốc. Và tôi chạy đến đường cao tốc và tôi đến khách sạn. Bắt xe và đến khách sạn. Và tôi nhận ra là tôi đem cái cuốn sách của tôi. Và ngày hôm sau thì tôi quay lại nơi đó để tôi xem thử là cái cuốn sách đó nó có bị cháy hay chưa. Và tôi thấy là cả cái khu rừng này đã bị cháy. Và tôi đi qua cái khu rừng đó. Và tôi đến cái cabin của tôi. Nó ổn, nó không bị vấn đề gì cả. Và cái đám lửa đó thì nó né cái cabin của tôi và nó lại tiếp tục đi tiếp theo. Như vậy thì cái người mà chủ cái cabin đó, anh ấy đứng trước cái cabin của tôi và nó nói, ha ha, tôi yêu các bạn. Câu chú của Phật, của Đạo Phật thì thật là tuyệt vời. Và anh ấy đã tiết kiệm được 30.000 đô cho cái nhà đó. Nhưng mà cái này thì khác. Nếu bạn là một người lâu trong, bạn đặt cái câu chú ở trước nhà để mà bạn thu hút lửa. Nếu ai đó mà bị cháy nhà thì người đó này là tôi. Thì đó chính là cái cấp độ nâng cao của Đạo Phật. Thì nó luôn luôn là một cái gì đó nâng cao. Nếu có vấn đề gì đó thì đó lại là tôi. Như vậy thì cái câu chú đó nó không có dừng lại cái đám cháy mà nó là cái lời mời gọi của đám cháy. Nó đòi hỏi rất là nhiều dũng khí và đó chính là lô cho. Và trong tiếng Anh thì chúng tôi có cái câu là anh có phải là một cái người đủ để mà có được cái lô cho hay không? Bạn có mạnh mẽ đủ để mà bạn có thể mời gọi những cái vấn đề hay không? Và bạn gọi là bạn ăn hay bạn ăn lấy đi những cái vấn đề của những người khác, và đó chính là lô trong, và nó đòi hỏi cái dũng khí. Nhưng mà khi mà bạn càng lấy đi những cái vấn đề của người khác thì bạn càng gieo trồng những điều dài càng giống tốt. Và có một vị lạc ma, ngày ấy đã chết. Ngài là một vị lạc ma rất là nổi tiếng, là một vị lạc ma rất là tĩnh lặng. Và khi mà Ngài ở trên cái giường chết, và Ngài kiểu như là no, 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 rất là... Sau đó những người học trò đến và nói, ủa, có gì vậy thầy? Và cái người thầy cứ no, 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 no. Có gì vậy ạ? Ngài nói là tôi là người lô trong. Ta đã nguyện là ta xuống địa ngục để ta có thể giúp đỡ mọi người. Và những cái vị thiên thần thì cố mà kéo ta lên trên thiên đường. Và Ngài rất là buồn. Không, ta phải đi xuống địa ngục. Không, 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 ta phải đi xuống địa ngục. Và những vị thiên thần thì cố kéo Ngài lên thiên đàng. Và đó là người lô tròn thật sự. Nhân đây thì Ngài đã kết thúc cuộc đời của mình ở trên thiên đường. Và bởi vì Ngài muốn xuống dưới địa ngục để giúp đỡ người khác. Như vậy thì chúng ta không được như vậy, chúng ta không có mạnh mẽ đến mức như vậy. Như vậy thì chúng ta chỉ cần bắt đầu với cái việc chúng ta cho đi rau thôi được rồi.
trước khi mà chúng ta có thể cho đi mạng sống của bạn. Với tôi thì việc mà chúng ta cho đi rau thì nó dễ dàng hơn nhiều. Nếu mà bạn làm bánh tô ma, you should offer the torma to the bad spirits and say thank you for hurting me. Bạn nên cúng dường bánh tô ma đó cho những linh hồn xấu và bạn nói lời cảm ơn vì họ đã làm hại bạn. Và bạn là cái một cái công cụ giúp cho tôi có thể làm được điều này. Mỗi lần khi mà ai đó đem đến cái vấn đề cho bạn, tôi không có nhận quá nhiều cái rắc rối từ mọi người. Trừ khi tôi lái xe. Tôi không biết là ở Arizona thì cái việc lái xe nó rất là đặc biệt. Thì nó luôn luôn là trên những cái chiếc xe lớn thì luôn luôn theo tôi như thế này, những xe tải. Thì có một cái dấu hiệu rất là đặc biệt. Tôi phải làm nó bí mật thôi bởi vì vợ của tôi sẽ được. Cô ấy sẽ hỏi là mọi thứ ok hả anh? Tôi nói là ok, nhưng mà thầy lại ra dấu hiệu là như vậy. Như vậy thì nếu bạn là người lô trong, bạn phải cảm ơn những người như vậy. Cảm ơn vì đã theo tôi rất là gần. Các bạn đã sử dụng những cái hạt giống xấu của tôi. Sự thật là bên trong cái tổ chức về Pháp, hãy cẩn trọng khi một ai đó nói lời cảm ơn bạn. Điều đó thực sự có nghĩa là bạn thực sự là một cái vấn đề. Cảm ơn, tôi yêu bạn. Tại sao anh lại yêu thương tôi? Bởi vì từ khi tôi biết anh ấy thì tôi đã sử dụng rất là nhiều những hạt giống xấu. Đó là một cái người lô trong thật sự. Đây là một cái đoạn. Thầy đang chỉ cái điểm bắt đầu. Đây là cái phần rất là quan trọng. Đó là những gì chúng ta cần làm. Hãy nói rằng bạn đi vào trong nhà bếp và có nước ở dưới sàn. Và có thể là nó xảy ra với bạn. Và sau đó thì bạn có hai sự lựa chọn. Bạn có thể lau cái sàn và bạn cảm thấy ok, ổn, hạnh phúc. Và tôi đã lau cái sàn và nước hết rồi. Nhưng mà theo Phật giáo, nếu mà bạn không nhìn dưới cái bồn á, thì bạn đúng là một người ngu ngốc. Bạn hãy tìm là cái nguồn nước đó đến từ đâu. Không chỉ lau dọn những cái đồ nó bị bồn như vậy. Bạn cần phải làm sạch cái nhà đó. Các bạn biết không? Thông thường thì tôi rất là lười để nhờ biết điều đó. Thỉnh thoảng thì tôi bị nhỏ nước ở trong cái nhà bếp, cái bồn nhành bếp. Mà tôi bắt đầu lau cái sàn và tôi gọi Daniel. Và tôi nói Daniel là anh có thể kiếm cho tôi được cái nước rỉ đó đến từ đâu không? Và tôi nói với bạn một bí mật này nè. Nếu mà bạn muốn tìm cái loại mà đồ lót mà một cái người đang mặc, thì bạn hãy nói với họ là hãy liên kết
Ý thầy nói là khi mà lau nhọn cái bồn như vậy ấy, thì mình cúi xuống và sẽ biết được họ mặc cái gì ạ. Và thỉnh thoảng thì tôi nhìn Daniel và khi mà anh ấy kiểm tra được nước, tôi cảm thấy rất là lười và tôi không muốn bò xuống như vậy. Nó rất là dơ và nó rất là khó. Tôi thấy là rất là lười khi mà để làm điều này. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì công việc của chúng ta là chúng ta phải tìm nguồn gốc của cái sự rỉ như vậy. Và đó chính là cái lời dạy của Đức Phật. Cái nỗi đau, và các bạn phải tìm được nguồn gốc của nỗi đau. Đừng có lười biếng. Và bạn phải cúi xuống, phải bò xuống, và hãy đảm bảo là cái đồ lót của bạn nó sạch, và kêu bạn bò xuống như vậy. Và khi mà bạn gặp phải vấn đề, hãy tìm ra cái nguồn gốc thực sự của nó và đừng có lười biếng. Bởi vì nếu mà bạn lười, bạn phải tiếp tục lau dọn nước, cứ lặp đi và lặp lại như vậy. Tôi là một người lười biếng. Tôi có thể lau cái sàn 10 lần. Thay vì tôi phải bò xuống dưới cái bồn nước. Nhưng mà một người lô trong thì bạn không có lười biếng. Nếu một người nào đó đưa cho bạn cái vấn đề thì bạn phải dùng nó để làm gì đó. Bạn có thể tiếp tục tranh luận hay đấu tranh với họ. Bạn có thể tiếp tục nói chuyện với họ. Nhưng mà nó cũng giống như chúng ta đang lau cái sàn trong nhà bếp, nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Bạn hãy bò xuống dưới cái bồn nước và bạn tìm được cái nguồn gốc của nó. Tất cả vấn đề, tất cả mọi người mang đến vấn đề thì đều đến từ bạn. Như vậy thì bạn có sự lựa chọn, bạn có thể tranh cãi với họ trong nhiều năm. Hoặc là bạn có thể bò xuống dưới cái bồn nước và bạn tìm ra cái vấn đề thực sự. Và tất cả những cái người đưa đến vấn đề cho tôi thì đang đến từ tôi. Geshe-la nên lái xe về nhà và đi vào trong nhà tắm và đóng cửa và nhìn vào gương. Thầy đang nói là cái việc mà thầy ra dấu vậy với những cái tài xế khác, thầy không nên làm, mà thầy thay vào đó thì về nhà và thầy làm cái việc này. Và đó chính là cái người thực sự. Nên là chúng ta có gọi là một cái lời chào đặc biệt, cái dấu hiệu lời chào đặc biệt. Và bạn nên làm điều đó trên gương, trong gương. Như vậy thì điều đó tốt, bởi vì bạn không có thêm cái sự tranh cãi. Nếu bạn mà muốn thú nhận một cái điều gì đó, và đây là một cái gợi ý rất là thú vị cho một cái sự thú nhận hay là một cái sám hối nâng cao. Ngay khi mà bạn làm cái gì đó rất là tệ. Khi mà tôi ở trường đại học thì tôi đã làm một cái điều rất là tệ. Thầy của tôi đã dạy cho tôi nó không phải là vấn đề. Nhưng mà sau đó thì Lạt Ma của tôi nói đó là một vấn đề rất là lớn. Và tôi muốn làm sạch cái nghiệp đó. Như vậy thì bạn nên làm cái bánh tô ma. Và bạn nên cúng dường nó như là một cái cách làm tịnh hóa. Nhưng mà Ngài nói ở đây, nếu bạn thực sự muốn là thực hiện cái sự tịnh hóa,
thì các bạn hãy cúng dường bánh tô ma và cầu xin thêm những cái vấn đề. Và hãy hồi hướng nó cho cái sai lầm của bạn. Và tôi đã có cái vấn đề, cái sai lầm ở lúc mở tuổi 18, 19. Và tôi đã cúng dường bánh tô ma. Và tôi đã không cúng dường nó đến Đức Phật. Và tôi đã cúng dường nó đến những cái linh hồn xấu và hãy đến nhà của tôi với cái lời nguyện như vậy. Hãy đưa tôi thêm thật nhiều vấn đề nếu bạn có thể. Và tôi sẽ sử dụng nó để làm sạch những hạt giống xấu của tôi. Và nó cần đòi hỏi sự dũng cảm. Như vậy thì khi mà bạn gặp một cái người gây khó chịu cho bạn thì bạn nên ăn mừng vì điều đó. Ô, cái việc cúng dường bánh tô ma của tôi đã thành công rồi. Đây là một cái trích dẫn rất là nổi tiếng. Bạn hãy đọc theo thầy ạ. Chela Kong Tu Lo Ma Chong. Mỗi một điều mà nó xảy đến với bạn trong suốt một ngày thì hãy sử dụng nó cho thiền định của bạn. Mọi thứ, đặc biệt là vấn đề của bạn. Như vậy, nếu bạn là một người lô trong và bạn lái xe đến sân bay và bạn cần phải đến đâu đúng giờ và có cái tình trạng kẹt xe rất là nặng. Và có người hỏi tôi là, ủa thầy Geshe-la, thầy đến Mexico hả? Thì điều đó có nghĩa là tôi đến thành phố Mexico. Những người ở New York thì họ nói là tôi sống ở thành phố. Và bạn sẽ nói là, ủa, cũng có những thành phố khác mà. Và bởi vậy thì những người sống ở thành phố Mexico thì lại nói là tôi sống ở Mexico. Như vậy thì có những cái Mexico, có thành phố khác ở Mexico nữa mà. Và cái ấn tượng của tôi về Mexico đó là 5 giờ kẹt xe mà không thể nào chuyển động được. Và khi một điều như vậy nó sẽ đến với bạn trong lô trong, bạn phải sử dụng nó trong thiền định. Và ở đây, cái đoạn thầy mở đầu. Bất kỳ một vấn đề gì đó đến với bạn, hãy đưa nó giống như là một cái đối tượng thiền định. Bạn không cần phải đến một cái đền thờ để mà tìm thấy một cái đối tượng thiền định. Bạn chỉ cần đến cao tốc ở một cái thị trấn ở Mexico. Và ngay tức thì bạn sẽ tìm thấy một cái đối tượng thiền định. Như vậy thì nếu mà bạn là một cái người lôi tròn thực sự, thì mọi thứ mà nó sẽ đến với bạn trong suốt một ngày thì bạn có thể sử dụng nó. Và đừng có nói với tôi, đừng đến với Geshe mà nói, thầy Geshe và nói là con cần một đối tượng thiền định trong 6 tháng tới. Geshe-la, con cần cái đối tượng thiền định trong 6 tháng tới. Như vậy thì tôi sẽ có một cái gợi ý cho bạn. Hãy sử dụng cuộc đời của bạn. Và đó là ý tưởng, mọi thứ sẽ đến với bạn, nó có thể làm cái đối tượng thiền định cho bạn. Cái đoạn thầy đọc. Cái người mà họ đang học về Lojong, họ có thể sử dụng mọi thứ trong thiền định của họ một cách tức thì. Chúng ta đến phần thứ tư của 7 điểm. Và chúng ta không có một cái anh bạn trẻ để hỏi là số 4 là gì. Tôi đoán là cậu bé đã nói mẹ là đi ăn trưa ở Guadalajara với tiền. Chứ là tiền bé kiếm được ạ. Và chúng ta đã đến điểm thứ tư trong cái phần tổng kết của cái thực hành trọn đời. Và tôi sẽ bắt đầu nó, nhưng là
cũng là những cái người thầy ở Guadalajara. Và họ sẽ dạy các bạn vào 2 ngày cuối. Và có 18 phần. Và thực sự là có tổng, nó rất là sexy, nó rất là gọi là lôi thu hút. Và chúng ta sẽ làm nó. Và tôi sẽ bắt đầu với cái việc giới thiệu. Như vậy thì cái điều mấu chốt của thực hành trọn đời, nó được gọi là topla. Và nó được có nghĩa là 5 phần. Nó được có nghĩa là sức mạnh của... nhưng đây thì tôi không có, tôi sẽ không có trao 100 đô đâu. Và các bạn hãy quen với nó. Thầy đã nói tới số 3. Hãy có một cái giải pháp hoặc là một cái động lực cho tương lai. Tiếp theo, cái thứ năm là một cái lời nguyện. Nó có nghĩa là gì? Có quốc hình ở đây. Tôi muốn gọi đây là một cái bài thiền đánh răng. Thường bài trà đánh răng. Và gần đây thì tôi mới phát hiện ra là Steve Jobs đã thực hiện cái bài thiền này. Và thầy nghỉ ở trường đại học, ngày Steve Jobs, và sau đó ngày đã thành lập công ty về máy tính. Và mẹ của Steve Jobs thì la ông ấy bởi vì ông ấy đã không hoàn thành cái bằng cấp của mình. Và ông ấy đã quay trở lại trường để giúp, để khiến cho mẹ của mình vui. Và một ngày thì ông ấy đã vào trong lớp học của Phật giáo. Và người thầy đã dạy về cái thiền vô thường. Và ông ấy thì chưa bao giờ hoàn thành khóa học. Nhưng mà ông ấy đã học về một cái bài thiền vô thường, sự vô thường. Và ông ấy đã làm điều đó trong phần đời còn lại của ông ấy và mỗi buổi sáng. Khi mà ông ấy đánh răng, ông ấy tự nói với chính mình, nếu mà tôi chết ngày hôm nay, nếu mà tôi phải chết tối nay, thì tôi sẽ dành kỹ cuộc đời của một ngày của mình như thế nào. Và ông ấy đã làm như vậy cả cuộc đời. Ông ấy đã có một cái bài thiền cái chết. Khi mà ông ấy đánh răng. Và ông ấy đã có một cái bài nói chuyện rất là hay ở trường Stanford, Đại học Stanford. Và ông ấy đã sau đó bị ung thư và nó căn bệnh ung thư đó rất là nhanh. Và họ đã mời ông ấy để nói vào cái buổi tốt nghiệp của trường. Và đó là một cái bài nói rất là tuyệt vời và các bạn có thể tìm thấy nó ở YouTube. Và ông ấy là một cái người gọi được xem là sáng tạo nhất trong thế giới hiện đại. Và ông ấy đã nói về thiền cái chết. Và ông ấy đã nói là mỗi buổi sáng khi mà ông ấy đánh răng thì ông đã thiền về cái chết. Nó giống như là cái ngày cuối cùng của ông ấy. Và nó đến cái nguồn gốc từ đây, từ Lô Trong. Và nhân đây thì nó không phải là cái điều đáng buồn hay là khó chịu. Nó là sự thật. Nếu mà bạn đánh răng và bạn nói là hôm nay tôi sẽ chết. Một ngày, và một ngày nào đó thì nó sẽ là đúng, thì nó không ngu ngốc thế nào cả. Nó sẽ là đúng. Và đó là cái điều lạ.
Khi mà bạn đối mặt với cái chết vào mỗi buổi sáng, bạn hãy nói là tôi sẽ chết trước buổi tối nay. Bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn rất là nhiều. Cả thế giới đang cố gắng giả vờ. Tôi không thể chết ngày hôm nay. Nhưng mà đó là cái sự giả dối. Như vậy thì có một cái sự mâu thuẫn ở trong tim của bạn. Và một bên thì bạn biết là tôi có thể chết ngày hôm nay, rồi tôi sẽ chết vào ngày hôm nay. Như ở bên kia. À, bên kia thì lại nói không không, tôi sẽ sống, tôi sẽ tiếp tục sống. Ai đó thì cũng phải là cái người đầu tiên để sống mãi mãi. Có một cái bài hát bộ phim có tên là Sông Qua. Đó là tôi. Và tôi có thể tôi là cái người đầu tiên không bao giờ chết. À, chỉ là trường hợp mà khi mà bạn có thể thiền định. Có thể là tôi sẽ chết vào tối nay. Và nó không đòi hỏi là điều đáng buồn. Và nó không phải là cái điều thất vọng. Và cái điều thất vọng đó là bạn cứ phải giả dối với mình cứ ngày này qua ngày này rồi ngày kia. Và đó nó tạo ra cái sự xung đột trong tâm trí của con người. Và cha mẹ của bạn, trường bạn, cộng đồng, mọi người đang đào tạo cho bạn, đang nói dối bạn rằng bạn sẽ không chết ngày hôm nay. Nhưng mà nếu bạn có thực hành cái bài thiền để bạn chạy đánh răng, nhìn vào gương và mình có thể nói là có thể là ngày hôm nay. Nó rất là thư giãn để thừa nhận sự thật. Và bạn sẽ có thêm cái chức năng. Khi mà bạn thực sự có cái ngày tốt, thì nó không có đáng buồn. Cái điều đáng buồn nữa là bạn nghĩ rằng bạn sẽ không chết ngày hôm nay. Giống như kiểu là bạn đang đối mặt có một cái chết và bạn giả vờ như là bạn đang có tiền. Nó không có cảm giác của sự hạnh phúc. Hãy chỉ cái việc là hãy thừa nhận điều gì đang diễn ra, rồi sau đó thì bạn cứ thư giãn. Như vậy thì đây là bài thiền cái chết của Lojong. Ngay khi bạn thức dậy vào buổi sáng, thầy đang đọc. Tôi sẽ không lãng phí. Tôi sẽ không lãng phí cuộc đời này. Tôi sẽ không lãng phí năm này. Và cụ thể tôi sẽ không lãng phí ngày hôm nay. Và tôi sẽ làm cái điều gì đó hữu ích. Đâu là cái điều hữu ích nhất? Tôi sẽ đấu tranh với kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Vậy ai là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi? 1,000 đô, 1,000 đô, 1,000 đô. Nghe này, có một cái hợp đồng ở đây. 1,000 đô. Hôm nay ai là cái kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi? Mỗi ngày khi mà bạn thức dậy, hôm nay tôi sẽ đấu tranh với kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ cho ba cái sự đoán và không có thêm nữa. Tôi sẽ tặng 1,000 đô la. Nhưng câu trả lời sẽ phải là chính xác. Tôi sẽ không trả 1 đô la cho với câu trả lời chỉ đúng một nửa. Như vậy thì
Nó không phải là tôi. Thầy đang nói Rob là sẽ là cái người truyền cái mic để mà trả lời ạ. Bạn trông thật là tuyền vào sáng nay. Đừng có tin nó. Tôi cần một cái câu trả lời chính xác và tôi sẽ không sợ để nói câu trả lời là không đúng đâu nha. Đặt ngay lại câu hỏi, khi bạn thức dậy, nhìn vào tấm gương và bạn nói là hôm nay tôi sẽ đấu tranh chống lại kẻ thù lớn nhất của tôi và là một cái người lôi trong. Và tôi cần mỗi câu trả lời chính xác và tôi sẽ không trả một đô nếu các bạn trả lời sai. Hãy làm cho bản thân mình trở nên... Hola, hola. Bueno, bueno. The suspense is killing me. Suspenso. Ahí viene el micrófono. I think if it takes more than 1 minute, let's cancel it. Si toma más de un minuto, cancelemos. No. Yo soy mi mayor enemigo. I am my worst enemy. That's not exact, but I'll give you one more chance. No es exacto. Tôi là kẻ thù tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi. Đó không phải là chính câu trả lời chính xác. Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội. Same person, more exact. La misma persona, inténtalo, más exacto. I don't care if you ask for help. That's very logical. Tôi không có ngại nếu mà bạn cần sự giúp đỡ. Pensar solo en mí. Think about myself. El egoísmo. Selfishness. Nghĩ về chính thân tôi, nghĩ về bản thân tôi, cái sự ích kỷ. Yeah, đi câu trả lời. I'm taking your husband to dinner, I hope. Lleva tu bạn có thể đưa chồng bạn đi ăn tối vào buổi tối. Lleva tu marido a comer, a cenar. Buy extra dessert for yourself. Okay. Puedes comprarte otro postre. Có thể mua cả món tráng miệng nữa. Đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ đấu tranh với kẻ thù lớn nhất của tôi. Mỗi lần mà tôi có xu hướng tôi chăm sóc bản thân tôi trước thì tôi sẽ chống lại nó. Mỗi lần mà khi mà tôi lấy cứ muốn cái lấy đầu tiên cho bản thân tôi trước thì tôi sẽ đấu lại nó. Ngay khi mà họ đem chu đồ tới thì tôi sẽ đợi. Các bạn có biết là cái sự bối rối nó sẽ như thế nào không? Nếu mà tôi quay trở lại Sedona, mà vợ của tôi sẽ nói là cái chu đồ lúc này như thế nào? Và tôi sẽ nói Veronica là em yêu, em đừng có cho anh thêm bánh chu đồ nữa. Cô ấy sẽ nói là tại sao lại đến Guadalajara? Tôi đã cố gắng cái gì đó nhưng mà nó không hiệu quả. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để chia sẻ trước khi tôi ăn. Tôi muốn lấy cái đầu tiên. Và chắc chắn là tôi sẽ lấy cái thứ hai. Nhưng mà tôi sẽ đấu tranh với kẻ thù của tôi. Các bạn muốn nghe câu chuyện vui không? Và tôi đã đến dạy ở thành phố Mexico.
Và cái buổi đó rất là đông, có cả hàng ngàn người. Và một người bạn của tôi, và tôi quên tên cái bạn đó, cái người đó. Chỉ là bạn là trước khi cái chương trình. Và tôi quên người đó, nhưng mà cái người đó nói với tôi là mẹ, thầy Geshe-la, mẹ của tôi đã làm bánh churro cho thầy, bởi vì thầy đã dạy về cái bánh churro. Và tôi nói, ô vậy thì tuyệt quá, nhưng mà chúng ta sẽ chơi nhạc. Và tôi đã nói Nick Losha. Tôi đã không nói tên của anh ấy. Tôi đã nói Nick là làm ơn hãy giữ cái bánh churro đó cho tôi, để khi mà tôi hát. Ai là cái cô gái hát lúc đó? Lúc đó thì cái micro nó không có hiệu quả trong 10, nó không có nó không có hoạt động trong 10 phút. Và sau đó thì tôi về sau sân khấu và tôi lấy bánh churro đó. Và Nick thì giống như thế này. Tôi hỏi Nick là, nhưng mà bánh churro của tôi đâu? Cái xong rồi Nick ra hiệu như thế này. Tôi nói là tôi không thể nào tin được các anh lại. Nên tôi nói là tôi sẽ dùng cái bánh churro này trong cái bài đối chuyện. Và tôi nhìn sau cái góc và tôi nói là Nick đưa tôi cái bánh churro đó. Thì họ ra cái Nick ra hiệu như thế này. Khi mà bạn gọi tên Nick lần tới thì bạn hãy ra hiệu như thế này. Như vậy thì khi mà bạn thức dậy, hãy nhìn vào gương. Hôm nay tôi sẽ đấu tranh với kẻ thù lớn nhất của tôi. Cái thói quen của việc chăm sóc bản thân tôi trước, giống như Nick đã làm. Tôi chỉ đưa một ví dụ thôi nha. Thực tế là anh ấy rất là tử tế. Anh ấy là một trong những người tử tế nhất mà tôi biết. He says, don't, Ngài nói là đừng có nấu trưa mà không nghĩ về cái lời hứa mà bạn đã lập ra vào buổi sáng. Đó là tất cả. Và Ngài nói là những người giống như các con mà ta, đừng có quên là Ngài đang nói chuyện với 5.000 nhà sư. Khi mà chúng tôi thức dậy ấy, thì chúng tôi sẽ mang cái đồ vào. Và nó có một cái dây đai rất là đặc biệt của nhà sư. Và rất là vui với một cái nhà sư mới là họ không biết làm thế nào để thắt nó. Và luôn luôn để bị nó rớt. Nó là một cái dây rất là đặc biệt. Và Geshe Loto đã dạy cho tôi cái cách để mà tôi có thể thắt lại nó. Và cái khoảnh khắc khi mà chúng ta thắt lại cái nút thắt đó, giống như là ngay cổ keo, thì bạn nên có cái kế hoạch trong ngày cho mình. Tôi không biết khi mà bạn cài nút áo lại. Và những cái nút thì nó nên kết nối với cái kế hoạch trong ngày. Khi mà bạn cài cái nút đầu tiên, thì bạn đã nên có kế hoạch trong ngày. Làm thế nào để tìm thấy được cái sự ích kỷ của mình. Và những cái gì Ngài đề nghị đó là hãy liên kết nó với những cái phần trong cái quần áo của bạn. Có thể là khi mà bạn gài nút quần hay là bạn gài nút áo. Hãy sử dụng cái thời gian đó. Hãy lên kế hoạch để đấu tranh với cái sự ích kỷ của mình. Và nó vô cùng mạnh mẽ. Nếu mà bạn làm nó trở thành thói quen, nó vô cùng mạnh mẽ.
Như vậy thì các bạn hãy kết nối đó với những cái phần trong cái quần áo của bạn. Khi mà tôi cài nút áo vào buổi sáng, tôi sẽ lên kế hoạch tấn công nâng cao cho cái sự ích kỷ của tôi. Và theo tiếng Tây Tạng nó được gọi là Pemberton. Hãy lên kế hoạch nâng cao hay là cao cấp. Và hình ảnh tiếp theo. Và tôi có một cái gợi ý. Chúng ta có thể có phần hỏi đáp không? Chúng ta có 20 phút. Tôi cảm giác là chúng ta nói quá nhiều về... Chúng ta cần có thời gian thư giãn một chút sau cái phần giảng rồi. Và các bạn đừng quên nghĩ về những cái phần trong cái áo của mình. Chúng ta có thể có phần hỏi đáp trong 20 phút để thư giãn. She says we have churros for today. Cô ấy nói là chúng tôi sẽ có churros ngày hôm nay. Và trong tiếng Anh thì chúng tôi nói là tôi tin khi mà tôi thấy nó. Phải thấy mới tin á. Các bạn đặt câu hỏi đi. Nhân đây thì các bạn có thể hỏi bất kỳ chủ đề nào, tôi không quan tâm. Cảm ơn thầy Geshe Michael với cái bài giảng rất là tuyệt vời ạ. Câu hỏi của con là người bắt đầu trong là người bắt đầu học á, thì khi mà họ học về lôi chung thì họ có những cái vấn đề mà họ không có khả năng đó. Như vậy thì họ nên làm gì và con nên làm gì làm cái người bắt đầu khi mà có thêm vấn đề cho chính mình. Actually, I think the best thing is emptiness meditation. Thật ra thì tôi nghĩ cái điều tốt nhất đó là thiền về tính không. Tôi có một cái giới hạn về cái vấn đề mà tôi có thể đón nhận. Và trong tim tôi có một cái ý tưởng, tôi nghĩ đến là một cái giới hạn nào đó mà tôi có thể nhận được. Ví dụ như chúng tôi có một cái ý tưởng về việc là đưa người Ukraine, những cái người tị nạn Ukraine. Và tôi đã nói chuyện với thầy John và Connie. Và tôi đã đặt áp lực lên họ. Mà tôi đã nói tôi và Veronica sẽ trả cho hai người và các bạn sẽ trả cho hai người. Và họ nói là ok, Geshe-la. Và sau đó thì sau vài ngày. Và tôi đã nghĩ là nó sẽ khó để mà trả cho 4-5 người. Và cái tiền thuê nhà thì nó khá mắc. Và tôi bắt đầu tôi nghi ngờ là liệu tôi có thể làm điều đó hay không. Và sau đó tôi đã nói là nó là tính không. Về cái số tiền thuê nhà thì nó là tính không. Trống rỗng. Mọi thứ nó là trống rỗng. Như vậy thì nó có nghĩa là gì? Cái vấn đề thì nó không khó từ phía chính nó. Nó trống rỗng. Trống rỗng ở đây thì nó có nghĩa là cái vấn đề có thể là một vấn đề, một cái điều tốt. Như vậy thì vấn đề nó không phải là cái vấn đề, cái điều xấu từ phía chính nó, hay nó cũng không phải là vấn đề tốt từ phía chính nó. Nó chính là tính không của vấn đề. Mà nhân đây thì tính không nó không phải là các bạn bạn nhìn vào tường rồi bạn nhắm mắt lại hay đâu đó như vậy. Nó không có ý nghĩa gì với tính không như vậy cả. Tính không nó có nghĩa là
Bạn có thể nhìn mọi thứ theo hai cái cách ngược chiều với nhau. Vấn đề nó có thể là cái cơ hội. Thành công nó cũng có thể là vấn đề. Vậy thì mọi thứ nó là tính không, trống rỗng. Như vậy thì khi mà tôi có nghi ngờ về cái điều này, cái hoài nghi về nó, và chúng tôi đã đồng ý để trả chi phí trong 2 năm. Và tôi bắt đầu có một cái hơi lo là cái tiền thuê đó là 25.000 một năm. Và tôi đã nghĩ là có bao nhiêu người đến Nhật Bản cho cái tiệc sinh nhật của ông nội. Và chúng tôi đã có một cái buổi nhạc rất là vui ở Cuba. Và một cái ban nhạc từ Cuba. Và chúng tôi đã dạy ở đó nói về vị vua King Sena. Và ngài, cái vị vua này đã cho đi 50% của cơ thể của ngài. Và từ cái phần dưới tới chân. Mà nó đã được đề cập trong Lam Rim nhưng mà đã không kể cái câu chuyện này. Và tôi đã tìm thấy câu chuyện này nhờ vào cơ sở dữ liệu của thầy Joe Brady. Và chúng tôi đã có cuốn sách này và chúng tôi đã trao miễn phí. Khi các bạn lên online thì các bạn có thể có được miễn phí cuốn sách này. Trên cái xuất bản của Năng Lượng Kim Cương, diamondcutterpress.com ạ. Các bạn có thể tìm thấy cái phiên bản online miễn phí ở đó. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã hoàn thành một ở Tây Ban Nha. Và nó đã mất cả một tuần ở Nhật Bản để dạy về cái câu chuyện đó. Nhưng mà đó là cái câu chuyện mang tính lịch sử. Các bạn hiểu không nào? Tôi đã không dạy cái câu chuyện thứ hai. Nhân đây thì để trả lời câu hỏi của bạn. Và đây là cái câu chuyện mà tôi đã không kể cho ai ở Kyoto. Và để trả lời với câu hỏi của bạn. Và nó là cái câu trả lời cho chính cái câu hỏi của tôi về làm thế nào tôi đã trả cái tiền thuê. Chúng có sẵn ở đây. Và chúng ta nên gửi lời cảm ơn đến đội phiên dịch của Tây Ban Nha, đặc biệt là giám đốc Rosa. Và tôi đã từng đi khắp nơi trên thế giới để mua đá quý. Đây là một cuốn sách mới. Và tôi đã từng đi khắp nơi trên thế giới để mua đá quý. Và Sri Lanka thì có rất là nhiều những cái viên đá quý. Bởi vì về địa chất ở đó tôi không biết nữa. Và trong thời cổ xưa thì nó được gọi là Ratnabrika. Và Ratna ở đây nó có nghĩa là về trang sức hay ngọc quý. Và cái từ còn lại nó có nghĩa là đảo. Vì đây là cái đảo của những cái trang sức. Và tôi đã có trải nghiệm trực tiếp về điều này. Và tôi đã đến Colombo để mua đá quý. Và chúng tôi cũng đã cắt nó ở đó và có rất là nhiều cái cung nguyên đá đã được cắt ở đó. Và bạn của tôi
Và bạn của tôi đã nói là ủa anh cần cần kẹo hả? Và tôi nói là ô tôi cần. Và tôi nói là tôi không có nói là tôi sẽ trao cho anh kẹo, mà tôi đang nói là đưa tới kẹo. Có một cái ngôi đền rất là nổi tiếng tên là Candy, có nghĩa là kẹo, ở giữa Sri Lanka, ở trên ngọn núi. Và chúng tôi đã lái xe đến đó, đó là một cái chuyến hành trình dài. Và nó hơi vội. Và tôi nói là tôi cần đi toilet. Và anh ấy ghé qua một cái bên của gốc đá. Và anh ấy nói tôi là hãy đi ra phía sau cái cây. Và tôi đã đi sau cái cây và tôi đã đi toilet và tôi nhìn xuống. Và nó giống như là tôi thấy đá ruby ở đó. Và tôi giống như thế này. Và tôi đã lắp đầy, lấy đầy một cái túi khi mà tôi về nhà. Nó thực sự là ruby. Bạn chỉ cần đi toilet thôi và bạn có thể có được một mớ đá như vậy. Như vậy thì ở thời cổ xưa thì mọi người thường hay làm cái chuyến đi từ Ấn Độ đến Sri Lanka. Và có rất nhiều câu chuyện trong cái việc tàu. Và có một câu chuyện rất nổi tiếng mà tôi sẽ không kể với bạn ngày hôm nay. Về một cái cậu trai tên là Maitri. Và Seiji đã dịch cái cuốn sách này và tên của con của thầy Seiji cũng là tên Maitri. Và nhân đây thì có rất là nhiều những cái chiếc tàu thì nó bị bể. Và tất cả những cái người trên đó thì họ rơi xuống nước giữa Sri Lanka và Ấn Độ. Và ở thời điểm đó thì Đức Phật là một con rùa rất là lớn. Và rất là nhiều lần là ngài đã đi tựa vào những cái thuyền mà nó bị vỡ đó và đưa rất là nhiều người vào trong bờ. Và khi mà ngài gần đến bãi biển, có một cái con cá là đặc biệt tên là, và cái con cá đó nó cũng giống như là con rùa. Và ngài kiểu như là nếu mà tôi đi gần đến cái bãi biển thì cái con vật đó nó sẽ cắn tôi. Nhưng mà nếu mà tôi không có đi gần sát vào bãi biển thì cái người đó họ sẽ chết chìm. Và sau đó thì ngài đã quyết định là ngài sẽ đi vào trên bãi biển. Và những cái con đó thì nó bắt đầu nó bu lại và nó hút máu của ngài. Lúc đó là Đức Phật ở cái thời mà làm một cái con rùa biển à. Mà tại sao tôi lại đề cập đến điều này? Nếu mà thêm một cái con vật đó thì nó không phải vấn đề gì cả. Tôi có thể làm nó. Tôi có thể giúp thêm cho một người Ukraine. Và tôi biết là tiền nó sẽ ở đây. Nhưng mà chỉ là thêm một người. Và bạn có thể thấy được tính không của nó. Và mỗi một ngày thì bạn đã giải quyết rất là nhiều vấn đề cho chính bạn và gia đình của mình. Như vậy thì chỉ cần thêm một việc thôi thì nó không vấn đề gì cả. Cuộc đời của tôi đã khó khăn rồi. Tôi đã phải trả rất là nhiều chi phí mỗi ngày. Như vậy thì đâu có vấn đề gì đâu nếu mà tôi thêm một người. Và đó là tính không của vấn đề.
accept that you have a limit. Bởi vậy cá nhân tôi không chấp nhận cái ý tưởng rằng bạn nên có một cái giới hạn. Bạn luôn luôn có thể làm nhiều hơn. Và tôi hiểu rằng thầy của tôi nói với tôi rằng thỉnh thoảng thì con nên nghỉ ngơi. Và tôi tin điều này. Nhưng mà tôi nghĩ cái khả năng của bạn thì nó lớn hơn cả 100 lần so với những gì bạn nghĩ. Cũng giống như trong một cái cuộc chiến tranh thì bạn thấy một người đó đột nhiên họ trở thành một anh hùng. Họ đã rất là mệt mỏi và kiệt sức nhưng mà họ có thể mang được 5 người và đem họ đến giúp họ ra khỏi cái cuộc chiến. Và đó là cái sức mạnh khi mà bạn tin rằng bạn có thể làm tốt hơn những gì bạn nghĩ. Nó chỉ là một cái sự quyết tâm hoặc là quyết định. Nếu mà bạn quyết định là bạn sẽ làm nó thì bạn có thể làm nó. Và nó sẽ trở thành một cái sự bình thường mới để có thêm những cái hóa đơn. Như vậy thì đó là cái ý kiến cá nhân của tôi. Có người nói với tôi là thầy Geshe-la, sức khỏe của thầy không có tốt thì thầy không nên đặt ra thêm những cái dự án mới trong tuần này. Thì tôi giống như là trời ơi, nó là cái gì đâu. Tôi luôn nghĩ là bạn có thể làm được thêm nữa nếu bạn muốn. Như vậy thì bạn cần phải có thêm sự dũng khí. Nó không phải là cái vấn đề bên ngoài mà nó là vấn đề dũng khí của bạn. Bạn sẽ làm nhiều hơn, rất là nhiều so với những gì bạn nghĩ bạn có thể. Và đó chính là cái trải nghiệm của tôi. Ok, thêm một câu hỏi nữa. It's a question from online participant. Đây là câu hỏi từ cái người học online. Cảm ơn thầy Geshimeko đã về bài giảng ngày hôm nay. Đây là câu hỏi từ Nancy. Thầy đang nói cô này thì ở. Khi mà bạn hỏi cô ấy về cái tên của thị trấn của cô ấy, và khi mà cô ấy hắt mũi, thì đó thực sự là cái tên của thị trấn đó. Cô ấy hỏi là, con đang có vấn đề với đứa con nhỏ và ở trường của con thì chúng con đang thấy là có những cái việc tăng lên của mấy đứa trẻ tự kỷ. Thì con cần làm gì để làm tốt cái việc này? So I have a nice answer. Tôi có một cái câu trả lời hay. Cả cuộc đời của tôi thì tôi không có một cái TV nào cả. Tôi đã không xem TV rất là lâu rồi. Và trong cái thời COVID thì tôi có một cái thói quen xấu. Nó được gọi là Netflix phim. Và chân thật mà nói thì tôi đã bắt đầu xem nó thỉnh thoảng. Và khi mà bạn bắt đầu đi vào trong cái văn hóa của Netflix, và bắt đầu bạn có cái thói quen là khi mà gặp bạn thì bạn nói là cái gì nên coi trên Netflix. Và có người nói thì nên thử một cái bản phim gì đó.
Và nó là về một người phụ nữ trẻ từ Hàn Quốc. Và cô ấy là bị tự kỷ. Và nó có 16 tập. Khoảng 1 tiếng rưỡi một tập. Nó là những cái bài giảng về Pháp cực kỳ hay. Tôi khuyến khích các bạn hãy xem nó. Và nó nói về sự khó khăn của những cái người tự kỷ. Và tôi đã đến California một lần. Và cái người phụ nữ thì đã mời tôi đến nhà của cô ấy. Và cô ấy đã giới thiệu tôi với con trai của cô ấy, cậu bé 5 tuổi. Và cậu bé bị tự kỷ. Và cô ấy hỏi tôi là liệu con có thể làm gì để giúp cho nó hay không? Nó không thể nào sử dụng bài tập hạt giống bởi vì nó không hiểu về nấy, về cái hệ thống này. Và chúng tôi đã có được một cái kế hoạch tuyệt vời. Và chúng tôi đã mua những cái món quà cho trẻ con. Và cô ấy sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện Nhi. Và để cậu bé ngồi gần những đứa trẻ giống như là những đứa trẻ bị ung thư ấy. Và cô ấy đã đưa cái đồ chơi lên tay của cậu bé. Và cô ấy đã nắm lấy cái đứa tay của đứa bé để truyền cái đồ chơi đó cho đứa bé khác và thả cái đồ chơi đó xuống, và đó là cái cách cô ấy làm. Và 90% của hành động đó là cái chủ đích. Nhưng 10% đó là cái hành động thực sự. Như vậy thì cậu bé không có được 90%, nhưng mà cậu bé có được 10%. Và như vậy thì cô ấy cứ đưa cậu bé đến bệnh viện lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì cậu bé có được 10%. Và đó được gọi là cái nghiệp hoàn thành. Như vậy thì cậu bé nó không có được 90% của cái chủ đích, nhưng mà cậu bé có được 10% để hành động. Và 2 năm sau thì tôi đã quay trở lại California. Và cô ấy nói tôi đến, mời tôi đến nhà. Và cô ấy đã nói tôi ngồi xuống. Và cô ấy gọi cậu bé. Và cô ấy nói cậu bé là hãy tặng một cái bài hát cho chú Mike. Và cậu bé làm như thế này, biểu diễn. Và cậu bé đã chơi cả một cái bài hát cổ điển từ trong cái kiếp. Và bây giờ cậu bé là một nhạc sĩ. Và cái điều gì đó nó đã diễn ra trong não của cậu bé từ hạt giống. Và như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta có thể giúp đỡ cho những cái đứa bé tự kỷ. Nó làm 10%. Và nó sẽ bắt đầu thay đổi cái nghiệp của chúng. Và đối với những cái vấn đề của những đứa trẻ tự kỷ là cái chủ đích của nó cũng rất tốt. Và cái chủ đích thì nó rất là mạnh mẽ. Như vậy thì cái điều là bạn có thể giúp cho chúng có thể gieo được cái hạt giống. Như vậy thì cái chủ đích là 90%, nhưng 10% nó là gọi là cái sự hoàn thành. And for me, that's a useful trick. I think it will even work in
Và tôi nghĩ đây là một cái cách mà chúng ta làm rất là hiệu quả. Là có kỹ thuật. Các bạn muốn nghe một cái câu chuyện hay nữa không? She's the sister of Jerome and Angelo Giovannazzi. Và đó là một cô gái, cô ấy là chị của hai người. Và mẹ của họ đã đến núi Kim Cương. Và người mẹ thì ở cái tuổi 85 lúc đó. Và bà ấy đã tham gia cả một cái khóa tu ở núi Kim Cương. Và bà đã làm retreat. Và sau đó bà về nhà và ra ngoài. Và tuần tiếp theo thì họ gọi cho tôi. Và họ chụp hình và gửi cho tôi. Và bà ấy đã đứng với một cái chuỗi hạt rất là đẹp. Llegó al país de Sicilia en Italia cuando tenía como 5 años. Or something like that, a teenager. Algo así, tal vez adolescente. And she had a rosary. Y tenía cô ấy đã có một cái chuỗi hạt và một cái nhà sư đã tặng cho cô ấy. Và cô ấy đã mất 17 năm sau. Cô ấy đã làm cái gì đó ở núi Kim Cương. Esa es una linda historia. Okay, see you guys tomorrow. Right? Okay, nos vamos a ver. Vậy thì, okay, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. And thank you for translation from Flavia. Cảm ơn Flavia đã dịch. Welcome back everyone from a good. Chào đón các bạn quay trở lại một cái bài giảng rất là tuyệt vời đó mà. Tôi hy vọng là các bạn đã thật là tận hưởng. Và tôi hy vọng, tôi mong rằng các bạn đã học được cái gì đó từ việc chuyển vấn đề thành cái giải pháp. Và tôi muốn thông báo các bạn những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Với những ai mà các bạn đã tham gia cái gói đóng phí thì vào 2 giờ chiều Arizona thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình dành cho ba mẹ. Và chúng ta nói về cái việc là sức mạnh của cái sự tử tế. Và được dạy bởi Sophia và một giáo viên nữa. Và sau đó vào lúc 5 giờ 30 giờ Arizona thì chúng ta sẽ có cái việc chuyển hóa cái sự bởi cô Connie và thầy John Brady. Và cái chủ đề là sẽ phát triển sức mạnh của trái tim tử tế của bạn. Và chúng ta sẽ có lớp yoga dành cho những cái gói đóng phí. Và phần còn lại các bạn thì chúng tôi muốn gặp lại các bạn vào ngày mai trong lớp của thầy Geshe vào lúc 7 giờ sáng giờ Arizona. Ủa, nếu vậy 9 giờ tối giờ Việt Nam, mấy anh chị xem lại lịch ạ. Tại vì đang nói là 7 giờ sáng giờ Arizona.